Chào các bạn, mình là kỹ sư Mai Thanh Thiện. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bấm đầu cáp RJ45 chuẩn B. Để bấm cáp mạng ngoài dây cáp, các bạn sẽ cần đầu mạng RJ45, kìm bấm cáp và một cây kéo. Sau khi xem xong video, các bạn có thể tự tin bấm một đầu cáp chắc chắn như thế này. Chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, mình sẽ cắt thẳng đầu cáp mạng. Ở bước này chỉ cần cắt một đoạn ngắn ở đầu dây cáp. Tiếp theo, mình sẽ tuốt dây, tuốt khoảng 2-3cm. Sau khi tuốt xong, các bạn sẽ thấy chúng ta có 4 cặp dây màu xoắn lại với nhau. Mình sẽ tách chúng ra và cắt bỏ phần còn lại, bao gồm lõi nhựa định hình và các dây khác. Tiếp theo, mình sẽ tháo xoắn, dây và vuốt thẳng. Bước này các bạn cần làm kỹ, vì dây cong sẽ rất khó thực hiện các bước tiếp theo. Sau khi vuốt thẳng dây, mình sẽ sắp xếp lại theo dây theo thứ tự chuẩn B. Đây là thứ tự chuẩn B, lần lượt là xoắn cam, cam, xoắn xanh lá, xanh dương, xanh lá, xoắn nâu, nâu. Mình sẽ sắp xếp các dây theo thứ tự trên, sau đó vuốt thẳng thêm lần nữa. Tiếp theo, mình cắt thẳng các đầu dây. Bây giờ, mình sẽ đưa các dây đã được sắp xếp thứ tự vào đầu RJ45. Các bạn chú ý là mình úp đầu mạng xuống thế này nhé. Sau khi kê vào thẳng hàng rồi, mình đẩy mạnh tay và đến khi các đầu dây nằm sát vào trong, như các bạn nhìn thấy trên video. Tiếp theo, mình nắm một đầu cáp, vuốt ngược lên đầu mình chuẩn bị bấm để vỏ đi vào trong đầu nối. Như vậy, khi bấm sẽ chắc chắn hơn. Mình sẽ bấm thử kìm để kiểm tra xem răng ở hướng nào, sau đó đưa đầu cáp vào đúng hướng. Dùng lực hai tay bấm mạnh và dứt khoát. Các bạn làm tương tự bước trên với đầu còn lại là chúng ta đã hoàn thành việc bấm cáp mạng. Các bạn và anh em ngành lát có thể thấy, việc bấm cáp mạng không dễ và khá mất thời gian. Để tránh tình trạng bấm cáp mạng sai dây tín hiệu, bấm cáp bị lỏng lẻo hoặc khách hàng yêu cầu cao về thẩm mỹ, Lê Hiệp Tân có bán các dây mạng được bấm đầu sẵn. Các bạn chỉ cần vào trang web lehieptan.com, mục tìm kiếm gõ dây mạng để tham khảo thêm. Tại thời điểm video này ra mắt, Lê Hiệp Tân đã có sẵn 3 kích thước 1m, 2m và 3m. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ lên website lehieptan.com hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Lê Hiệp Tân để đón xem các video mới nhé. Xin cảm ơn.